Xin chào 5.000 anh em mobile. Sau 3-4 ngày tạm nghỉ tránh dịch, em trở lại công việc bán điện thoại, TV. Hàng em còn rất nhiều. Anh em cần điện thoại, TV, tiếp tục alo em. Đầu tiên em bán hai em Samsung 55 inch QLED Q65G, nguyên tai nguyên kiện, chưa kíp, chưa kích hoạt bảo hành, còn một đôi. Tiếp theo em bán dàn TV 55 inch NU7400, nguyên tai nguyên kiện, xuất điện máy xanh, chưa kích hoạt bảo hành. Em còn 6 em 7 em, một em đã lắp sẵn để cho anh em chiêm ngưỡng, rất đẹp, viền chân đế hợp kim, điều khiển Zimoto thông minh, điều khiển giọng nói tiếng Anh, hàng xuất châu Âu, siêu đẹp. Số lượng còn 7 em. Tiếp theo nữa là một dàn Samsung 49.000 NU7500, em cũng còn 7 em, nguyên đai nguyên kiện. Một em duy nhất Samsung 65 inch GU7400, nguyên đai nguyên kiện, duy nhất một em. Hàng siêu hot, tính đến thời điểm hiện tại mùa dịch, số lượng không có nhiều, một em duy nhất. Trên cửa hàng em còn hai em Samsung 50 inch GU7200 và một em 50 inch GU7400, nguyên đai nguyên kiện. Anh em cần alo chốt ngay để có giá tốt. Mọi chi tiết anh em vui lòng liên hệ 0989 416222 hoặc 0385 058 999 để được biết giá cụ thể. Năm năm màn phẳng NU7400 rất đẹp, 65 inch GU7400, nguyên đai nguyên kiện, duy nhất một em. Điện thoại còn nhiều, anh em cần mã nào em ship tận giường, phục vụ anh em mùa dịch.